2013 và 2012, bao giờ chúng ta cũng cho rằng cái gì mới thì cũng sẽ tốt hơn. Vậy điều đấy có đúng với điện thoại di động? Mọi người đều cho rằng công nghệ sẽ ngày càng tiến tới, vì thế đem lại nhiều cải tiến, phát triển tuyệt vời hơn. Hôm nay mình sẽ gửi các bạn một bài so sánh một thiết bị năm 2012 là chiếc Nokia Lumia 920 so với lại một chiếc năm 2013 là chiếc Sony Xperia Z. Liệu là hai thiết bị này thì Winophone 8 với Lumia 920 có thắng được hệ điều hành Android 4.1.2 trên Sony Xperia Z? Đầu tiên thì hãy nói về thiết kế. Chiếc Nokia Lumia 920 ra mắt từ năm ngoái, và thực sự cái cảm giác đầu tiên khi mình cầm chiếc máy này phải nói đến một câu là nó nặng. Nặng vô cùng, và đây có lẽ là thiết bị mà nặng nhất mà mình đã từng cầm sử dụng và xếp vào hàng siêu phẩm. Chúng ta đã so sánh với HTC One, CS4 hay là bất kỳ một thiết bị nào cao cấp khác không thể so với cân nặng so với 920. Rất nhiều người yêu thích 920 và cho rằng nặng như này cầm mới thích, cảm giác đúng như là chúng ta đang cầm một cục tiền ở trên tay chứ không như một số siêu phẩm khác. 920 tuy nhiên cũng có một điểm đặc biệt là mặt sau cũng như toàn bộ chất liệu của nó, vỏ nguyên khối này là bằng nhựa polycarbonate cực kỳ chắc chắn và bền. Cái chiếc 920 này cầm trong tay thì đem lại cảm giác không thực sự thoải mái bằng so với Xperia Z, tại vì những góc cạnh của nó, Nokia đã làm cho nó sắc và tạo ra một kiểu thiết kế riêng của 920, nhưng vô tình không đem lại sự thoải mái đối với người tiêu dùng. Hơn nữa 920 như thế này rất khó lấy được lòng người tiêu dùng là những fan phái yếu, vì thế nên mà 920 hầu hết chúng ta đều để ý toàn là các bạn nam dùng mà thôi. Còn với Sony Xperia Z thì khác, đây là siêu phẩm, nó không phải là thuộc dạng siêu bền mà nó là dạng có thể xem đây là một trong những thiết bị đẹp nhất trên thị trường. Xperia Z thay vì làm bằng nhựa như là chiếc Nokia Lumia 920 thì mặt trước và sau của nó thì đều làm bằng kính. Kính này thì phía sau là kính Dragon Trier, đây là một loại kính cường lực chống có thể va đập tốt như là kính Gorilla Glass phía trước của chiếc Xperia Z này. Xperia Z nổi bật hơn 920 ở cái việc là nó không phải là siêu bền như 920, rơi va chạm các thứ thì 920 chắc chắn hơn, nhưng mà chiếc Xperia Z của chúng ta không phải là vì quá đẹp mà nó yếu. Chiếc máy này là một trong những thiết bị smartphone cao cấp mà khả năng chống nước. Xperia Z thì những cái cổng kết nối đều là làm bằng gioăng cao su nên mà nó có thể chống nước được, còn với 920 chúng ta thì không. Chiếc Xperia Z thì công nhận là đẹp, quá là tuyệt vời, nó có nhiều màu sắc, màu tím, màu trắng, màu đen, đem cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên Xperia Z cũng không phải là thực sự thoải mái khi mà máy có màn hình rất là to, và cái góc cạnh này của Xperia Z thì được nhà sản xuất làm thiết kế một cách kiểu là nó làm vuông vắn hơn. Các bạn để ý iPhone 4 cũng làm thiết kế kiểu tương tự như vậy, các góc cạnh này đều làm vuông vắn, mặt trước sau đều bằng kính, và khi chúng ta cầm trong tay thì nó bị cấn tay và không thực sự thoải mái. Và để biết chi tiết hơn thì mình sẽ thử mời một số vị khách hàng và chúng ta cầm hai chiếc máy này đánh giá xem 920 hay là Xperia Z được lòng người tiêu dùng hơn. Theo đánh giá cá nhân của mình thì tớ thích Nokia hơn, bởi vì thứ nhất là Nokia cầm rất là đầm tay, cảm giác sướng hơn rất nhiều. Còn về Sony thì tớ thấy nhẹ hơn và cảm giác là rất dễ vỡ. Về màu sắc thì tớ thấy Nokia cũng sống động hơn rất nhiều, Sony thì có màu sắc rất là đơn giản. Trong hai loại máy này thì em thích kiểu dáng của Nokia hơn, vì nhìn nó mềm mỏng với cả cầm nó chắc tay hơn. Cái này thì cảm giác là nó rất dễ rơi. Khi cầm hai máy này thì cảm giác cái máy bên này mình cầm mình gọn hơn. Mà con gái thì thường chắc là thích cái máy của Nokia 920 này hơn, tại vì là cầm nó vừa tay hơn cái máy này. Máy này thì chắc bên con trai cầm thì nó đẹp hơn. Sony Z thì mình thích hơn, tại vì thiết kế hai mặt kính nhìn rất sang trọng, mình rất thích. Còn về Nokia này thì thiết kế kiểu màu mè, mình không thích màu mè cho lắm. Như vậy thì rõ ràng là chiếc Xperia Z dường như có gì đấy nhỉnh hơn so với 920. Đẹp thì nó tùy vào mỗi người, nhưng mà chúng ta đều đánh giá Xperia Z hầu hết là được cho là đẹp hơn. Và độ bền, nó là một thiết bị đạt chuẩn IP57, vừa chống bụi, chống nước, vì thế nên mà nó có vẻ tốt hơn so với 920, thì chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là có khả năng chống va đập tốt nhờ thiết kế nguyên khối bằng nhựa polycarbonate của nó mà thôi. Hãy đi đến phần về màn hình. Về màn hình của hai cái thiết bị này thì Sony Xperia Z 2013 nên mà nó sử dụng cái công nghệ màn hình Full HD với công nghệ Bravia Engine Mobile 2. Nokia Lumia 920 thì sử dụng chỉ có màn hình HD do cái sự giới hạn của Winophone 8, cũng như là việc màn hình của nó cũng được trang bị một số công nghệ nổi bật của Nokia như là cảm ứng siêu nhạy cũng như là cái tấm nền Clear Black Display. Đầu tiên thì chúng ta hãy so sánh về việc một số cái màu sắc hiển thị của hai cái thiết bị này. Ở đây thì mình sẽ vào cái album ảnh và chúng ta sẽ xem một số hình ảnh so sánh. Bằng những cái hình ảnh nổi bật nhiều màu sắc như thế này là điều các bạn đầu tiên sẽ xem, thì các bạn thấy ngay Xperia Z với công nghệ Bravia Engine Mobile 2 thể hiện một cái điểm mạnh của nó là màu sắc nó rất là tươi, rực
và chúng ta nhìn nó thích mắt hơn hẳn so với hình ảnh của chiếc Nokia Lumia 920. Các chi tiết, cái độ tương phản cũng như là những cái hình ảnh và chi tiết cái chiếc Xperia Z chúng ta thể hiện nó rất là rõ ràng. Các bạn hãy để ý vào cái hình ảnh này thì những cái chi tiết trên chiếc Xperia Z thể hiện nó đâu ra đấy ngay, rất là đẹp và sắc nét. Còn 920 thì những cái chi tiết này nó không được rõ ràng cho lắm. Hình ảnh của chiếc Xperia Z tỏ ra vượt trội hơn rất là nhiều. Những cái hình ảnh khác, và đây chúng ta so sánh đến cái màu đen. Màu đen là một cái điều quan trọng khi các bạn dùng buổi tối mà các bạn xem phim, các bạn sẽ thấy ngay màu đen mà nếu một thiết bị nào thể hiện không tốt sẽ hơi sáng một tí và xem phim hơi bị khó chịu. Thì trên chiếc Xperia Z và 920 đều thể hiện khá là tốt. Cái màu đen trên chiếc Xperia Z vẫn chỉ là hơi mờ mờ một tí mà thôi, nó khá là hòa vào cái viền xung quanh màu đen trên cái thiết bị này. Và 920 thì cũng thể hiện rất là tuyệt vời. Hình ảnh của chiếc Xperia Z luôn luôn thể hiện độ sáng cao hơn so với 920. Hình ảnh bông hoa của mình trên chiếc Xperia Z này thể hiện nó rất là đẹp và nó trông khá là sống động. Tuy nhiên thì cái màu trắng sẽ là điều mà chúng ta sẽ quan tâm khi các bạn hay lướt web. Xperia Z có một điểm đặc trưng của Sony là một số thiết bị của họ hay bị ám vàng màn hình. Có thể hiện tượng này không gặp may mắn là một số máy nào mà không mua. Nhưng các bạn để ý Xperia Z của mình thì nó sẽ bị hơi vàng ở phần phía dưới màn hình này. Còn chiếc Lumia 920 sử dụng công nghệ của Nokia thì nó ít bị hiện tượng như vậy hơn. Về góc nhìn của hai cái thiết bị này thì Xperia Z không được đánh giá cao về cái góc nhìn trên tất cả các trang công nghệ đều cho như vậy. Khi Xperia Z các bạn nghiêng ở một góc nhất định thì hình ảnh của chúng ta sẽ bị lóa sáng rất là nhiều, mất đi toàn bộ chi tiết trên cái hiển thị của máy. Còn với 920 nó vẫn giữ được cái hình ảnh hiển thị khá là tốt. Khả năng hiển thị dưới nắng cũng thể hiện là một trong những điểm bá đạo nhất của Nokia. Mình dùng Nokia từ cái thời mà nó có những chiếc máy như 6230i, Nokia đã thể hiện cái khả năng hiển thị dưới nắng của họ cực kỳ tốt với tấm nền Clear Black Display. Nokia còn trang bị thêm cho chiếc 920 của mình một cái phần mềm cho mục cài đặt hiển thị và chạm trong mục cài đặt của chúng ta. Có một cái mục nó nói rằng tăng cái khả năng đọc được dưới ánh nắng, cải thiện khả năng dễ dàng nhìn được hơn, và thực sự là nó vô cùng hữu ích. Có lẽ đến hiện tại thì mình cho rằng không thiết bị nào có thể hiển thị ngoài nắng tốt hơn so với 920. Trong điều kiện bình thường các bạn nhìn như thế này, nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà khi ra ngoài nắng ấy, toàn bộ những cái biểu tượng xung quanh của máy và cũng như là những cái dòng chữ của chúng ta sẽ được tự động làm cho đậm lên. Nó tạo nên một cái đường viền mới xung quanh cái biểu tượng cũng như dòng chữ của máy khiến cho nó hiển thị cực kỳ là rõ ràng. Xperia Z hiển thị dưới nắng tốt, nhưng mà có lẽ là trong cái bài so sánh này, Nokia 920 nó thể hiện một cái sự bá đạo quá nổi trội so với tất cả các thiết bị khác trên thị trường. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần đầu tiên so sánh về hai cái thiết bị này. Thì mình đánh giá cái màn hình Xperia Z có quá nhiều lợi thế ở cái phần là hiển thị hình ảnh độ tương phản, màu sắc của nó rất là tuyệt. Xem hình ảnh của Xperia Z có thể nói là tuyệt hơn khi là nhìn trên 920, mật độ điểm ảnh cao với công nghệ hỗ trợ giúp chúng ta thể xem được hình ảnh tuyệt vời hơn. 920 có lẽ sẽ tốt hơn khi mà hình ảnh của nó thể hiện nó khá là chân thực, không bị đậm màu quá do công nghệ Bravia NG Mobile 2 trên Sony này họ đã tự trang bị vào siêu phẩm của mình. 920 ra ngoài nắng cũng thuận tiện cho thao tác công việc làm việc của các bạn. Hiển thị nó quá tuyệt vời, không có sự khác biệt giữa điều kiện trong nhà cũng như ngoài trời của chiếc 920 này. Tuy nhiên màn hình với độ phân giải thấp hơn cũng như là kích thước bé hơn sẽ cho 920 chúng ta không có nhiều không gian để trải nghiệm tuyệt vời như chiếc Sony Xperia Z. Nhưng mà 920 này có một điểm nữa hơn là chúng ta sử dụng được với găng tay và móng tay. Các bạn có thể sử dụng móng tay để vuốt di chuyển máy, và đặc biệt trong điều kiện mùa đông thì nó rất là hữu ích đối với người dùng. Chúng ta có thể sử dụng găng tay và sử dụng máy như bình thường. Và như vậy mình hoàn thành xong cái phần đầu tiên để chúng ta so sánh về thiết kế cũng như là màn hình của hai siêu phẩm này. Xperia Z dường như là hơi bị áp đảo một chút về cái hai cái phần so sánh về thiết kế cũng như màn hình trong cái cuộc đối đầu này. Tuy nhiên thì về phần mềm rồi hiệu năng camera thì liệu Xperia Z có ăn được cái chiếc 920 này hay không, các bạn hãy chờ đợi và theo dõi trong phần 2 của chương trình. Hãy chọn máy đúng